Rồi ok, xin chào anh em đã đến với kênh Gary Moya của mình và chúng ta sẽ tiếp tục với con game kho báu truyền thuyết nhé. Như vậy ở video trước thì mình đã gửi tới anh em trận đấu ấy, của kép từ nơi đến từ vị trí của Brock và của người chơi Bo Hàn Cúc. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới anh em một trận đấu rất là bất ngờ, trận đấu bán kết 1 giữa Kaido và Ryuma của chúng ta. Và Ryuma thì thường xuyên top 1 ấy, thi thoảng mới top 2, thì mùa giải này thì đã bị out top, đã bị ấy, người chơi Kaido ấy, tiễn lên đường anh em ạ, một kết quả rất là bất ngờ. Và chúng ta cùng thấy ấy, team của người chơi Ryuma chúng ta 13 triệu 9, 15 triệu rưỡi và 16 triệu rưỡi. Đấy, đối với team của Kaido thì anh em có thể thấy là lực chiến thấp hơn rất là nhiều. Team số 1 là 10 triệu 7, team số 2 là 13 triệu rưỡi và team số 3 là 14 triệu 6 anh em ạ. Nhưng lý do gì lại khiến Ryuma của chúng ta lên đường từ rất sớm, từ vòng đấu bán kết như vậy? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu ngày hôm nay nha anh em nhé. Ở trong trận đấu đầu tiên thì team của người chơi Ryuma của chúng ta sẽ xuất phát ở bên trái màn hình của anh em. Còn lại đối với người chơi Kaido thì xuất phát ở bên phải màn hình của anh em. Team của Ryuma, team số 1 hơn 13 triệu lực chiến với đội hình Saibakuma, Jinbei, Dâu Trắng, Mako và em tướng Kaido Lai Thú. Trong team của người chơi Dragon Kaido của chúng ta thì bạn ấy đang sử dụng là 4 em tướng Đam và 1 em tướng Búp, bao gồm Sabo, Perona, Dâu Trắng, Kaido và em tướng Zephy anh em ạ. Như vậy là trong team này thì có Zephy, có Perona và có em tướng Sabo, là những em tướng gọi là đã khá là cũ rồi. Ở đây thì có một cái độ chênh lệch về chất tướng khá là nhiều đến từ vị trí của người chơi Ryuma. Nên do vậy là trong trận đánh đầu tiên thì mình nghĩ là chắc chắn là team của người chơi Ryuma của chúng ta sẽ dễ dàng để giành chiến thắng thôi. Quan trọng là nó sẽ kết thúc ở trong tơn mấy, tơn 2 hay là tơn 3 hay là tơn 4, tơn 5 thôi anh em ạ. Ok, đây sẽ là pha ulti của Dâu Trắng và liệu có một pha clear không? 20 triệu sát thương. Và như vậy anh em có thể thấy là cũng clear 2 trên 5 cái con tướng ấy trong team của người chơi Kaido rồi. Và team của Kaido hiện nay thì còn có Dâu Trắng và còn Kaido thôi. Hứng chịu tiếp theo là đoàn ulti đến từ vị trí của bé rồng Lai Thú. Và tiếp tục lại là Jinbei Dam Bồi anh em ạ. Không biết là có sống sót được hay không với 13 triệu. Và như vậy thì lên đường và làm thẳng căng ra rồi. Chúng ta sẽ cùng chào đón team số 2 của người chơi Dragon Kaido. Team số 2 của bạn ý lại một cái team không sử dụng tank anh ạ, với hai em siêu búp Uta, Mako và ba em tướng sát thương. Em tướng Onizoro, em tướng Robin của chúng ta và con tướng mới thuộc dòng hải quân đó chính là em tướng Seraphim S-Lake anh em ơi. Ở trong đây thì chúng ta có là em tướng Seraphim S-Lake và em tướng Nico Robin, là những em tướng có khả năng phản kích nha anh em nhé. Phản kích bằng đòn đánh kỹ năng 1 và phản kích bằng đòn đánh ulti. Ok, rồi liệu sẽ có pha ulti từ đây không? Như vậy là em tướng Robin của chúng ta chưa tích đủ ấn, do vậy là chưa có pha phản kích bằng đòn đánh ulti anh em ạ. Như vậy là trong team số 2 của người chơi Dragon Kaido thì bạn ấy có em tướng S-Snake hiện nay đang full SP16. Và hiện nay bên server châu Âu và bên server Hàn Quốc thì đang ra, cả bên server châu Mỹ nữa, hiện nay thì đang ra em tướng mới thuộc dòng hải quân đó chính là em tướng phiên bản Seraphim của chúng ta, là phiên bản S-Hau anh em ạ. Một con tướng có khả năng đảm bảo cực tốt, khả năng bỏ qua phòng thủ và tăng sức tấn công ấy, kéo dài đến cuối trận. Và khi mà đam bot thì hiện nay em ý đang là số 1 đam bot ấy, sau khi các người chơi ở bên server châu Mỹ tiến hành và châu Âu tiến hành là chiêu mộ em tướng đó về. Thì hiện nay khi mà đam bot test luôn cái con bot Rainen, con bot Rainen vào ngày thứ 6, thì hiện nay em tướng S-Hau của chúng ta đang là đỉnh cao của xả ulti vào bot, và điểm bot thì đang là đỉnh cao anh em ạ. Ok, đây sẽ là pha ulti đầu tiên của Robin với 9.450.000. Và ở trận đấu này thì mình nghĩ chúng ta sẽ được chứng kiến Onizoro, màn kết hợp của chị đại Robin và Zoro. Rất nhiều người chơi hiện nay cũng đang ship đấy, cặp đôi ship cặp giữa Onizoro và Robin anh em ạ. Ok, rồi và chúng ta chuẩn bị được chứng kiến pha ulti đến từ vị trí của Onizoro đây. Không biết là sẽ là 30 triệu hay 40 triệu hay là 25 triệu đến từ đòn đánh ulti của em tướng Onizoro của chúng ta. Zoro thì hiện nay đang mang skin ấy, khi mà nó đứng ở trên trận, ui 55 triệu anh ạ, vượt ngoài dự đoán luôn. Và anh em thấy có một điểm gì đặc biệt không? Anh em có thể thấy một điểm gì đặc biệt, đó chính là hiện nay lượng máu của em tướng Onizoro của chúng ta sau cái pha ulti đầu tiên với hơn 55 triệu sát thương, thì đồng nghĩa là team địch có một số con tướng lên đường và em tướng Onizoro của chúng ta máu cũng về là một điểm máu anh em ạ. Phản kích về và buộc về miễn tử luôn. Đấy, miễn tử luôn. Anh em có thể thấy là hiện nay trên đầu của Onizoro thì đang có cái dấu ấn kìa, cái dấu ấn miễn tử kìa, cực kỳ là chất lượng luôn. Lý do là bởi vì là cái dấu ấn ý đó chính là
cái dấu ấn Nasten, nếu mình nhớ không nhầm đấy là dấu ấn Nasten từ vị trí của em tướng Diva Uta búp cho. Và hiện nay thì Uta đang búp cho Robin và búp cho em tướng Zoro. Nhưng ở đây cái đáng nói là khi mà ulti 55 triệu thì máu về mo, như vậy là lý do là bởi vì là em tướng Saibakuma của chúng ta full SP 16 khi mà ra trận nó sẽ bui 25% cái tỷ lệ phản sát thương, và bản thân em tướng Kuma của chúng ta nó là 45% cái tỷ lệ phản sát thương. Do vậy là máu của Onizoro khi mà nó chủ động tấn công nhưng mà nó lại bị mất sạch máu là như vậy anh em nhé. Đây là một cái hướng rất là hay, anh em có thể thấy là nó có thể là buộc các em tướng đam cực khủng nhận về cái lượng sát thương chí mạng cho mình luôn đấy anh em ạ. Ok, và như vậy thì ở trận đấu thứ hai của chúng ta thì team số 1 của người chơi Ryuma hiện nay chỉ còn hai em tướng, đó là em tướng dâu trắng và em tướng Kuma thôi. Nói chung là đúng như dự đoán thôi, đúng theo cái hướng tính toán, đó là trận đầu tiên thì team của Ryuma thắng, sang trận số 2 thì team của người chơi Kaido thắng, và sang trận đấu số 3 thì team của Ryuma thắng, sang trận đấu số 4 thì team của người chơi Dragon Kaido thắng. Nhưng không biết là liệu nó có theo đúng cái quy trình như vậy hay không, hay các em tướng trong team số 2 của người chơi Kaido của chúng ta sẽ làm nên những yếu tố bất ngờ với hai em siêu búp là Uta và Vako kẹp cùng với ba em tướng đang thì nó sẽ như thế nào nha anh em nhé. Và mình thấy là với em tướng Seraphim S-Snake của chúng ta cũng trụ rất là vững luôn anh em ạ. Mặc dù là được xếp bố trí ở vị trí hàng đầu, vị trí số 1, nhưng mà hiện nay vẫn còn đang trụ, vẫn còn nguyên cây máu, như vậy là rất là ok luôn. Rồi, trong turn 6 chúng ta tiếp tục được chứng kiến ulti của Nico Robin với 9.7 triệu sát thương, và em tướng Kuma đã lên được. Bây giờ tiếp tục là pha ulti bồi tiếp theo, và dâu trắng đã lên được. Như vậy là ở trận đấu số 2 thì team số 1 của người chơi Ryuma đã lên đường, và bây giờ anh em sẽ cùng chào đón team số 2 của người chơi Ryuma với đội hình cực kỳ là chất lượng: Luffy, Zephyr, Sinew, Rain, San tóc đỏ Diva Uta và em tướng Onizoro. Và hiện nay thì cả năm con tướng trong team của bạn ấy thì đều full SP16 rồi. Thật sự là nhìn trông xoáy rất là đẹp luôn anh em ạ. Ok, như vậy là San tóc đỏ đã khóa tấn công vào em tướng Onizoro và gây sát thương nan cho Diva Uta và em tướng Nico Robin anh em ơi. Đây chính là pha phản kích bằng đòn đánh ulti của Nico Robin với 7.603.000 sát thương anh em ạ. Rồi, tiếp tục này. Đối với Nico Robin thì có thể phản kích 3 lần trong một trận đấu nha anh em nhé, bằng đòn đánh ulti. Và mình thấy là phiên bản Seraphim S-Snake của chúng ta anh em ơi, vừa rồi thì sau khi nó sử dụng đòn đánh ulti nó hồi hơn 11 triệu máu rồi anh em ạ. Rất là nhiều luôn, hồi còn nhiều hơn cả em tướng Wanomako và em tướng Diva Uta hồi cho team anh em ạ. Rồi, đây sẽ là pha ulti tiếp theo đến từ vị trí của Onizoro anh em ạ. 17 triệu và như vậy là rất là may mắn là Luffy Zephyr thì gần lên đường thôi và đã tiếp tục là nhận được một cái khiên hấp thu lượng HP bằng 50% lượng cái cột máu của nó kìa. Hiện nay là đang gần như là cái khiên đấy nó phải bằng cái lượng máu của tối đa của em tướng Luffy Zephyr luôn. Không biết là trận đấu này thì sẽ như thế nào. Với cái lợi thế bước vào cái trận đấu này thì đáng lý ra là team số 2 của người chơi Ryuma sẽ phải giành lợi thế, nhưng chúng ta sẽ cùng chờ xem. Đây sẽ có thể là trận đấu quyết định, cái yếu tố quyết định dẫn đến cái trận thua ngày hôm nay của người chơi Ryuma nha anh em nhé. Để xem cái yếu tố nào sẽ là cái yếu tố quyết định, con tướng nào sẽ là con tướng quyết định đến cái kết quả thua cuộc ngày hôm nay của Ryuma. Ok, đây sẽ là pha ulti của Zoro của Ryuma với 37 triệu sát thương. Và vừa rồi thì Onizoro trong team của người chơi Kaido đã bị mất một mạng và tiến hành là hồi sinh ngay lập tức rồi. Ok, 7777 kìa anh em ơi, 7.777.000 sát thương. Và em tướng đầu tiên đó chính là Wanomako trong team số 2 của người chơi Boankuk đã mình của người chơi Dragon Kaido đã lên được. Và với một pha ulti đáp trả đến từ vị trí của Onizoro 38 triệu sát thương thì Luffy, Zephyr và Diva Uta đã lên được. Bây giờ chúng ta sẽ được chứng kiến San tóc đỏ ấy khi mà vẫn còn nguyên hai cánh tay 6.2 triệu. Và vừa rồi thì không có pha ulti tiếp theo, đó chính là một trong những lý do và đã phải hứng chịu cái pha ulti 19 triệu sát thương đến từ vị trí của Nico Robin của chúng ta anh em ạ. Và Onizoro của người chơi Ryuma thì cũng đã phải hồi sinh ngay lập tức rồi. Như vậy là anh em thấy đây chính là một trong những yếu tố làm cho Ryuma bị thua cuộc. Đó chính là khi ở trong cái trận đấu
quyết định này giữa hai team số 2 của cả hai người chơi thì để nó kéo dài quá nhiều, và rất có thể là team của người chơi Ryuma hiện nay đang không có siêu búp, đang không có Marco, đang không còn Uta, thì khả năng đây sẽ là cái yếu tố quyết định dẫn đến cái trận thua của người chơi Ryuma anh em ạ. Như vậy là team của người chơi Kaido của chúng ta thì vẫn còn siêu búp, Uta và bản thân em tướng Nico Robin nữa. Và nhìn ở góc độ này, Nico Robin của chúng ta với một cặp chân rất là dài và nhìn trông rất là đẹp luôn, rất là hấp dẫn luôn anh em ạ, đúng không? Anh em có thể để ý quan sát nhìn trông rất là chất lượng luôn. Như vậy là còn hai em tướng nữ, hai siêu nữ, đó chính là Nico Robin và Diva Uta anh em ơi. Ok, Uta của chúng ta thì đang có một skin nha anh em nhé, có skin với đôi cánh và đã bỏ cái áo choàng bên ngoài ra rồi, nhìn trông rất là đẹp mắt luôn đúng không anh nhá. Tuy nhiên một điểm là đối với ulti của em tướng Diva Uta thì hơi dài một chút thôi. 14 triệu sát thương đến từ đòn đánh ulti của Robin, và Robin đã tiễn Onizoro của Ryuma lên đường. Và như vậy thì team của Ryuma hiện nay thì chỉ còn một mình em tướng Silver Brain thôi. Silver Brain thì một mình thế này thì sẽ không làm được gì, không làm được gì hai em tướng nữ trong team của Kaido rồi. Quan trọng là cầm cự được đến tên bao nhiêu thôi. Và như vậy thì nếu như không có gì thay đổi thì Nico Robin đã lên đường. À đây, như vậy là bước vào đầu tên số 7 với dấu ấn là Thánh Linh, thì em tướng Diva Uta của chúng ta đã được hồi sinh ở trong cái tên số 7 rồi. Đấy, liệu đây sẽ có là một bước ngoặt của trận đấu hay không? Nào anh em sẽ cùng xem nhé. Nhưng ở đây thì lợi thế thì có phần là đang nghiêng về trong team bên phải của người chơi Kaido. Lý do là bởi vì Robin của chúng ta có khả năng đảm bảo là em tướng sát thương đảm bảo cực kỳ chất lượng. Trong khi đó thì em tướng Silu thì lại được thiên là bui tanh, là bui theo kiểu phòng thủ. Nên như vậy thì Silu của chúng ta sẽ khá là khó để tiến hành kết điễu được một trong hai em tướng trong team của người chơi Kaido. Và như vậy thì đúng như đã nói là Nico Robin đã tiễn Uta lên được. Và trong turn 9, trong turn 9 thì team của người chơi Ryuma của chúng ta, team số 2, vẫn lại chỉ còn một mình em tướng Silu thôi. Không biết là sẽ kết thúc ở turn mấy, hay là cả hai ở trận này thì sẽ kết thúc ở turn số 15 đây. Chúng ta sẽ cùng chờ xem nhanh em nhé. Một kết quả rất là bất ngờ khi mà Ryuma đã bị out khỏi top 2 anh em ạ. Đấy, phải dừng lại ở top 4. Rất là đáng tiếc và khá đáng tiếc cho Ryuma luôn, nhưng mà thế nó mới hay anh em ơi. Ok, đây 2.954.000 và Silu sẽ là con tướng tấn công và sẽ lại ăn phản kích bằng đòn đánh ulti. Như vậy là không, rất là may cho Silu là vừa rồi nó chỉ tấn công đơn vào em tướng Uta thôi. Lên đường không? Lên đường. Như vậy là ở turn 10 thì em tướng Robin của chúng ta đã tiễn em tướng Silu lên đường. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón team số 3 của người chơi Ryuma, cũng là team chính của bạn ấy, có captain đây, 5.541.000. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem A của Ryuma sẽ thể hiện như thế nào. Team số 3 của Ryuma đang sử dụng hai em tướng tanh là Bergy, Bò Lục, siêu búp Tony Chopper, em tướng Rainer thời trẻ với khả năng là cấm trị, và em tướng Captain A. Rồi, ok anh em ơi, như vậy là vừa rồi anh em lại được chứng kiến pha phản kích bằng đòn đánh ulti đến từ vị trí của Nico Robin anh em ạ. Chúng ta sẽ cùng chờ đón các cái pha tấn công tiếp theo đến từ vị trí của Onizoro, của em tướng Captain A nha anh em nhé. Rồi, đây sẽ là pha ulti đầu tiên của Captain A. Bao nhiêu đây? 17, 20 hay là bao nhiêu? Như vậy là 4 triệu sát thương và Robin đã lên đường và tiếp tục là đảm bảo và tiễn em tướng siêu búp Diva Uta lên đường. Như vậy là bước vào trận đấu cuối cùng thì team của người chơi Ryuma của chúng ta đã mất một pha ulti của Captain A. Và một điểm nữa đó là khi bước vào trận đấu số 3 thì đúng lý ra thì em tướng Captain A của chúng ta sau pha ulti thì sẽ còn cái dấu ấn là ăn của non fire, nhưng tuy nhiên là bước sang trận đấu mới thì nó đã bị reset lại cái ấn này. Do vậy là Captain A của chúng ta sẽ không có cái ấn là phản kích bằng đòn đánh đặc biệt nhé. Đây sẽ là một điểm khá là bất lợi cho team của người chơi Ryuma của chúng ta. Và bây giờ thì anh em sẽ được chứng kiến các cái pha ulti tiếp theo đến từ vị trí của Rainer. Và ở đây thì anh em thấy là trong team của người chơi Ryuma và kể cả cái team cuối cùng của người chơi Dragon Kaido, hai team của cả hai bạn ý thì đang sử dụng các em tướng là 4 trên 5 con tướng là giống nhau, chỉ khác Luffy Zephyr và một bên là sử dụng em tướng Bergy, và đam chính thì đang dồn hết đấy cho em tướng Captain A anh em ạ. Bây giờ sẽ là pha ulti của A, team của người chơi Kaido của chúng ta. 9.9 triệu anh em ơi, liên tục liên kích lần 2. Ok nào, bao nhiêu đây? Như vậy là 9.4 triệu.
tổng hai đòn đánh là 18 triệu và tiếp tục đam bồi thêm một pha là tấn công thường 3 triệu rưỡi nữa, như vậy là khoảng 22 triệu và 12 triệu sát thương. Bò lục đã lên được cái mạng đầu tiên. Vừa rồi là bò lục láu táu là đi tấn công vào em tướng Chopper và tấn công vào em tướng A của chúng ta và đã bị ném cho một mạng, one hit, mất một mạng rồi. Bò lục thì full HP thì sẽ có khả năng là hồi sinh hai lần sau khi chết nha anh em nhé. Như vậy là nó đã mất một cái mạng đầu tiên rồi. 10.476.000 đến từ ulti của Rainer thời trẻ anh em ơi. Và tiếp tục là liên kích lần 2 với 4.500.000. Như vậy thì anh em có thể thấy là các top bên server chung thì hiện nay các bạn ý lại xoay lại em tướng Rainer vào trong team chính. Lý do là bởi vì Rainer của chúng ta ở đây thì có khả năng là gắn ấm cấm trị liệu, cấm nhận khiên miễn dịch đấy, cho một con tướng và 50% gắn cho các cái em tướng trong cái mục tiêu còn lại đấy. Do vậy là hiện nay các em tướng bây giờ thì đều có khả năng là hồi máu trong các kỹ năng, nên là cần các cái em tướng là có khả năng cấm trị cực khủng, ví dụ như Rainer anh em ạ. Ok rồi, như vậy là rất là đáng tiếc là trong cái pha ấy, nã pháo hạm vừa rồi thì A của chúng ta đã lên đường rồi. Đây sẽ là một bước ngoặt của trận đấu khi mà Captain A lên đường. Trong team của người chơi Ryuma của chúng ta thì chỉ còn 4/5 con tướng thôi, và mọi lượng sát thương ấy, thì đều đang dựa hoàn toàn vào em tướng Rainer. Và đến thời điểm hiện tại thì Rainer của chúng ta chắc chắn sẽ không còn vị thế là em tướng sát thương số 1 nữa rồi, nên để mà PK vào cái team của người chơi Dragon Kaido ở bên phải anh em ạ, với hai em tướng tank cực khủng là Bò Lục và Luffy Zephyr thì mình nghĩ là khá là khó cho em tướng Rainer luôn. Đây là một cái nhiệm vụ bất khả thi cho em tướng Rainer anh em ạ. Chúng ta sẽ cùng chứng kiến Captain A của chúng ta nhé, chứng kiến tiếp theo các cái pha tiếp theo của em tướng Captain A. Hiện nay Captain A thì đang tích được 8 cái dấu ấn Flame Seed anh em ạ. Đối với dấu ấn này thì nó sẽ khi mà A của chúng ta tích được 9 ấn thì nó sẽ có khả năng là chuyển thành một cái dấu ấn Nasten. Nếu như A của chúng ta đã sử dụng cái dấu ấn Nasten rồi nhé, đã sử dụng miễn tử rồi đấy, thì nó sẽ có thay thế Chazer thành một cái dấu ấn Nasten khác. Ok, tiếp tục trong tên số 5 thì Bergy của chúng ta đang sử dụng đòn đánh ulti với khả năng là bắn đạn pháo và triệu hồi Crocodile và Mihawk tấn công. Đó, rất đúng với tính chất hài hước của em tướng Bergy của chúng ta anh em ạ. Chúa hề Bergy luôn. Rồi, Tony Chopper bao nhiêu? Như vậy là 6 triệu rưỡi máu hồi và 5 triệu rưỡi sát thương gây ra anh em ạ. Một em tướng búp nhưng mà có khả năng gây sát thương. Đấy, rất tốt, 14 triệu sát thương kìa anh em ơi. Không đơn giản đến từ vị trí của chủ tịch Chopper của chúng ta đâu. Và 24 triệu sát thương đến từ đòn đánh ulti của Rainer. Và với pha ulti vừa rồi thì Bò Lục trong team của Kaido lên đường. Thế trận của chúng ta lại rơi vào thế cân bằng 4 đấu với 4. Và trận đấu này sẽ kết thúc ở tên số bao nhiêu đây? Chuẩn bị đi đến hồi kết rồi. Khi mà Captain A của chúng ta ulti và Rainer của chúng ta ulti thì chắc chắn là hồi kết nó sẽ đến nhanh thôi anh em ơi. 4 đấu với 4. Tuy nhiên là trong team của người chơi Kaido hiện nay vẫn còn hai đam chủ lực. Và đây sẽ là pha ulti. Liệu có phải là pha ulti cuối cùng không? 14.296.000 và tiếp tục đam tay 6.3 anh em ạ. Quá là ok đến từ vị trí của A luôn. Nhưng chúng ta chưa được thấy cái pha phản kích nó chất lượng. Chưa thấy pha phản kích 35 triệu hay là 28 triệu đến từ vị trí như A ở trận đấu trước mình gửi tới anh em ạ. Ok, rồi như vậy là Rainer của chúng ta. Đấy, bây giờ thì Ryuma chỉ còn Rainer và Tony Chopper thôi anh em ơi. Hồi kết, đấy, tiếng chuông cảnh báo hồi kết đã chuẩn bị đến rồi. Chopper và Rainer liệu có làm được gì, cầm cự được đến tên bao nhiêu thì chuẩn bị đến hồi kết đến nơi rồi anh em ạ. 2.389.000 và Chopper rồi. Như vậy là vừa rồi anh em có thể thấy là Chopper của chúng ta cũng bị mất máu, Rainer của chúng ta thì bị trực tiếp giết chết. Lý do là ở đây đó chính là bị dính cái dấu ấn là Dom Dom Firefly và nó đã bị mất một lượng máu và đã lên đường rồi. Ok anh em ơi, như vậy là ở trận đánh đầu tiên thì dâu trắng 37 triệu sát thương MVV. Trận đánh thứ hai thì Onizoro 86 này. Trận đánh số 3 chúng ta thấy là Robin của chúng ta với 88 triệu sát thương MVV. Ở trận đấu thứ tư thì Captain A 21 triệu MVV và ở trận đấu cuối cùng A tiếp tục lại là A anh em ạ. A bên server tung của thể hiện rất là tốt luôn với 94 triệu 731 nghìn sát thương MVV anh em nhé. Rồi ok, xin chào anh em nhé.